Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của XG, đó chính là ca khúc Not Shy, Not Me. Ok. Ngoài những video mà Bin dạy nhảy theo những bài hát K-pop thì bên cạnh đó thì Bin có làm một cái hướng dẫn nhảy, một chuỗi video hướng dẫn nhảy cơ bản dành cho những bạn nào mà chưa biết gì mà muốn học nhảy tại nhà thì có thể theo dõi kênh của Bin. Và ở cuối video Bin sẽ gắn video clip ở trên màn hình, thì các bạn nhớ theo dõi đến cuối video nha. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào bài học ngay thôi. Ok, động tác đầu tiên mình sẽ đặt tay lên như này. Chát, chát. Mình sẽ kéo hai tay qua và nắm phần tay lại. Cha da da cha, cha da da. Na, not shy. Ok, hai đi. Chùm chùm chát, chùm chùm chát. Ta, not shy. Sau đó mình lên 1, 2 và 3 và 4 và. Phần chân mình sẽ ngã xuống chân bên phải, rớt xuống như vậy. Ok, 2 đi. 1, 2 và 3 và 4 và. Sau đó mình dẻ cái tay của mình như thế này và mình dẻ qua 1, 2, 3. Dễ phần tay qua, nghe chữ XZ. XZ chùm cha. Một, up. Cái tay mình đóng như thế này và mở ra. Sau đó xoay một là mình ngã phần người về. Một, hai, ba, bốn. Ok. Một, hai, ba. Mở và mở. Mở và mở. Ok, mình đếm lại nha. Hai, đi. Một, hai và ba và bốn và năm, sáu, bảy, tám và một, hai, ba, bốn và. Sau đó mình đặt tay qua, chùm, chắc chắc chùm. Đặt xuống dưới, một, hai, ba, bốn. Chân của mình giống như là đang quét quét vậy đó mọi người. Ok, hai đi, chá, 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 chá. Rồi sau đó mình đặt qua 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3. Sau đó mình đặt qua chùm chùm chắc. Rồi mình bước chân bên phải lên trên. Hai chân mình sẽ là phải, trái 3 lần như vậy nha. Còn cái phần người của mình sẽ mình xoay như thế này. Phải, trái. Ở lần số 3 mọi người sẽ quay đầu một cái. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi mình lặp lại, chắc xà. Ok, nhưng mà lần này mình sẽ không xoay nữa mà mình đặt qua. Rồi, ok, mình đến lại nha. Vừng chắc, 1, 2, 3, vừng vừng vừng. Vừng chắc chắc vừng. Đặt, chắc 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 chắc. 1, 2, 3, chùm chùm chùm. 1, 2, 3, vương vương vương. Rồi sau đó đặt qua hợp. Ok, sau khi đặt qua như thế này xong, mình sẽ đưa tay xuống như thế này, kéo qua hai lần. Chỗ này là nhịp 2, 3. Rồi nhịp tà là mình sẽ đặt ở đây. 2, 3, tà, 4, tà. 2, 3, tà, 4, tà. Phần chân của mình sẽ đưa hai cái gót qua bên phải trước. Hai tà, ba tà, bốn tà. Ok, hai tà, ba tà, bốn tà. Điểm lại nha. Câu này hơi khó và liệu, mọi người ráng tập từ từ thôi. Hai và ba và bốn và. Sau đó mình dậm chân bên phải. Một và hai và. Phần tay của mình sẽ úp vô. Ok, hai và ba và. Nhấn xuống giữa một cái là hai phần tay mình sẽ mở vuông ra và nhảy lên. Hừm, not shy. Ok, mình sẽ làm lại nha. Một, hai, ba, chắc chắc. Một,
2, 3, bùm bùm. 1, 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8 và... Ok, mình sẽ đếm một lần từ đầu tới đây nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ ghép thử cái tốc độ chậm nha. Ta da da ta ta da ta ta da not shy. 1, 2 và 3 và 4 và it's a hop hop chùm chắc. 1, 2, 3 chắc bừng bừng. 1, ta 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 up lên 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 lên. 1, 2, 3 chùm chùm chắc. 1, 2, 3 chùm chắc. 1, 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7, 8 và... Rồi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 再, 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 1, 2, 3, chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Not Shy của Izzy rồi. Thì Bin rất là mong thông qua video này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo của bài hát này nha. Đừng quên like và chia sẻ video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.